Rồi từng ngày trôi qua như lá rơi chiều thu, tưởng chừng còn trong ta chỉ còn là mơ ước. Mà cái ghe sửa chưa vậy? Dạ, anh Mười anh mới trét chai hôm kia rồi chú. Bữa nay chắc là đi được rồi đó. Chắc chưa, chai mà nó không dính á, đi giữa đường á, chìm xuồng một cái tụi bay lọt xuống sông, tụi ép cá tôm gì nó văng lên bờ hết á. Tội nghiệp mấy người ta đặt lờ đặt lợp lắm đó. Chú mắc cười quá, chú ghẹo con hoài hả? Rồi xong. Bữa tao nghe con Lan nói mày với con Mười có chuyện gì phải không? Dạ, hiểu lầm chút xíu thôi, bữa nay hết rồi. Thiệt tình, tụi bay riết là làm như con nít vậy. Thôi con đi giao hàng nghe. Rồi đi đi. Dạ. Tôi biết chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, không liên quan tới cháu, nhưng cháu cũng đừng tự cho mình là đúng rồi ý vào cô Thanh Lam nhé. Nghĩ là mình có tấm bình phong vững chắc rồi tự tung tự tác ở công ty. Dạ, con chưa bao giờ có suy nghĩ đó, con mong giám đốc hiểu cho con. Thật ra chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, cho nên... Tôi biết. Cho nên từ nay về sau tôi không muốn có chuyện này xảy ra nữa. Cháu hiểu chứ? Dạ, thưa con hiểu ạ. Thôi được rồi, bây giờ cháu ra ngoài làm việc đi. Dạ. Con chào giám đốc ạ. Ừ. Kỳ này á, bà Mập bị đuổi việc là cái chắc rồi. Nãy giờ vô phòng giám đốc á, lâu ơi là lâu mà chưa thấy ra. Làm gì thì làm nha, chứ em cũng không có muốn ở trong cái tình thế như chị Mập vậy đâu. Ngồi đối diện với cô Thu hoài, giống y như là đang ngồi nghe bản tử hình vậy đó. Ừ. Nghĩ cũng tội, những người như vậy thì khó lấy lòng người khác lắm. Ủa, hôm bữa thấy hai người tình cảm thân thiết lắm mà, sao hôm nay nói chuyện vô tình vậy cưng? Thôi, dù gì cũng tội nghiệp con nhỏ. Mới vô làm có mấy bữa à, mà bao nhiêu thứ đổ hết lên đầu của nó. Trời, làm gì chị Binh bà Mập đó dữ vậy? Mới nói chút xíu à, mà chị... Mập là có tội hay sao chứ? Ừ. Ủa, Lan, em vô phòng giám đốc sao lâu quá vậy? Bộ có chuyện gì hả? Tôi nói cho mọi người biết, Mập hay ốm chỉ là vẻ bề ngoài, mà vẻ bề ngoài thì không có lên được điều gì hết. Con người ta quan trọng là người ta thông minh hay là đần độn, xử sự ra sao, có làm tốt công việc của mình hay không. Mọi người hiểu chưa? Ừ, hiểu. Trời, cái gì vậy trời? Công nhận cái bà Mập này dữ thiệt đó nha. Mệt ghê á, thấy tụi mình hiền hiền á, cái bà làm tới à. Làm gì dữ vậy? Chỉ là lao công kim xây giặt thôi mà. Thôi, mấy người đừng có coi thường bà Mập đó. Tác giả bài báo hồi sáng là của cô bà đó. Vậy hả? Ừ. Vậy quá ra bà cô mà mình gặp hôm bữa lại chính là nhà báo Thanh Lam hả? Ừ. Tía ơi, con năn nỉ tía luôn á, lần này tía về quê á, tía nhớ lời con dặn nha. Hút thuốc ít thôi, nhậu cũng ít thôi. Tối á, ngủ sớm nè. Rồi lúc mà ngủ á, thì phải nhớ đắp mền. Rồi ít la chị Chính thôi, đừng có la nhiều quá, tía cằn nhằn hoài tía mau già lắm đó. Rồi còn phải lúc nào cũng phải tập thể dục nè. Rồi không có được ăn dầu mỡ nè. Rồi còn phải nhớ là... Thôi, dạo này lên thành phố thấy nói hơi nhiều quá.
Con cũng vậy nữa đó, phải tự chăm sóc bản thân mình đó. Ừ. Tiền có sẵn, muốn mua sắm cái gì đừng có hà tiện, nhưng mà cũng vừa phải thôi, đừng có phung phí quá. Muốn làm cái gì á cũng phải hỏi ý kiến cô Lam. Nhớ gọi điện thoại về cho tía đó. Dạ con biết rồi, tía lên xe nha. Tía nhớ là về tới dưới là gọi điện thoại báo con liền nha tía. Biết. Thôi cô lên nghỉ đi. Dạ. Tía về. Dạ. Chạy xe cẩn thận nha anh. Có đứa con gái à, mà để cho nó đi xa, giờ có nhớ cũng đành chạy lên chạy xuống để thăm lom, biết làm sao bây giờ đây. Ủa anh mời. Trời ơi, sao mặt bài luôn trời. Làm gì khi nhiều dữ vậy? Ủa Trân hả? Dạ. Đi đâu á? Đi nhậu anh. Tao mày nhậu hả? Dạ. Ờ, còn chú Tám đâu? Ờ, chú Tám không mới vậy á. Dạ. Để qua đây. Chú Tám ơi, có khách chú Tám ơi. Khách nào? Dạ đây. Chú Tám. Ờ, chú về nào vậy? Chú về hồi khuya. Con nghe chú mới về, con mua quà ký tôm để chú cháu mình lại ra chơi. Dạ, mới sáng sớm rủ nhậu là sao? Không, ông đại chú không chịu rồi đó. Dạ. Chiên luộc hay xào chú? Hấp bia đi. Hấp bia. Dạ, dạ hấp bia đi. Trời đất ơi, thằng này nghe nói tới nhậu mặt sáng rực. Từ hồi nào tới giờ mình nghe nói người trên đây vô cảm, mà không ngờ vô cảm tới mức độ này. Cô Mỹ. Dạ. Cô qua đây, tôi cho xem cái mẫu này nè. Cô xem đi rồi cho tôi ý kiến nghe. Cô thấy sao? Nhìn hấp dẫn đó chứ. Đây là bộ sưu tập mới của chú hả? Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng mà đây là bộ sưu tập không phải là của cá nhân, mà là sản phẩm mới của công ty. Tôi đang cố gắng thuyết phục giám đốc cho ra đời những cái bộ sưu tập này dành cho những người quá khổ. Cô nghĩ sao? Tất nhiên là quá tốt rồi. Nhưng mà tôi sợ. Tôi sợ là ý kiến của chú á chưa chắc được giám đốc đồng thuận đâu. Tại sao cô lại nói như vậy? Chú không nghe câu slogan của giám đốc hả? Câu gì? Ba dòng và chỉ có ba dòng chuẩn mực. Nghĩa là dòng 1, dòng 2, dòng 3 đều phải chuẩn. Chính xác. Cô đưa cô nghi giùm tôi. Dạ. Dạ. Dạ thưa sếp, tài liệu của sếp đây ạ. Đem vô phòng cho tôi. Dạ. Còn đây là của Minh. À, Lan. Sao mấy bữa nay Lan cứ xa lạ với mình sao vậy hả? Ờ không, chỉ là Lan biết vị trí của mình ở đâu thôi. Cô Minh. Cô lại đây. Dạ. Cái gì không anh? Em có biết em đụng trúng một đối thủ nặng ký rồi đó. Em có cần anh ra tay cho con nhỏ nó một bài học không? Không cần đâu. Chuyện cũng chưa có gì nghiêm trọng. Anh cứ để em tự xử lý. Ừ. Ừ. Dạ thưa sếp. Cô ở đây làm gì? Dạ em chỉ muốn hỏi sếp là có photo tài liệu gì thêm nữa không ạ? Khỏi. Cô đi chỗ khác đi. Cô đừng có bén mảng đến gần tôi nữa.
Cô đi đi, đi làm việc đi. Dạ, dạ thưa sếp, đi làm việc. Vô. Chú Tám. Gì vậy? Bộ đi Sài Gòn về gặp phải chuyện gì không vui vẻ hả chú Tám? Tao có chuyện gì buồn đâu. Chú nói không có gì buồn mà nhìn mặt chú toàn giấu quyền không à? Cái thằng này nhiều chuyện quá mày ơi. Nhậu lỗi nhậu đi, để ý tới mặt mày tao làm chi. Chú Tám à, chú lên Sài Gòn thăm Lan hả chú? Lan khỏe không chú? Con Lan nó cũng khỏe, ăn được ngủ được, cũng giống như dưới này vậy thôi. Con không biết tới chừng đám cưới của con á, Lan có về ăn được không? Vui vẻ lên đi, làm gì mà mặt mày buồn quá vậy, u sầu quá vậy? Dạ đâu có đâu anh. Cái mặt nó rầu rĩ nhưng mà còn đỡ hơn cái mặt của mày. Nghe nói đi hỏi vợ cái chúng chui chúng nhủi, cái mặt lãng lãng như heo nái ăn gà. Trời ơi, cứ vợ xuống muốn chết mà sợ gì trời. Vậy mà từ hồi nào giờ á, em tưởng anh với chị ù vậy chứ. À, cái vụ này nè, tao thắc mắc hoài luôn á. Thấy hai đứa thương nhau quá trời, cứ ngâm hoài, ngâm riết nó thành mắm luôn á. Tao thấy cái cặp này đem ra úp thính vô được luôn rồi đó. Dạ. Mà chưa chịu cho tao ăn đám cưới không biết làm sao à. Con có nỗi khổ riêng chú Tám ơi. Thôi vô đi. Khổ gì, yêu đương mà sức vô. Chơi sức chịu liệu sức mà chơi chứ. Dạ con mời. Có nỗi khổ gì với ta mà không chịu nói, thấy ghét không cho ăn luôn. Cái nhóm nhạc đó tôi đã bút hết rồi, có gì thứ sáu họ sẽ diễn với mình. Ờ à, xui rồi phải không? Ok vậy thì tốt quá. Ừ, cảm ơn anh nha. Anh kia. Ừ, có gì tôi gọi cho anh sau nha. Làm gì la lớn vậy trời? Cô làm gì vậy? Tôi không giỡn nha. Tôi không giỡn đó. Tôi không giỡn nha. Cô mà đánh tôi cái là tôi chèm bẹp luôn đó. Trời ơi. Qua đây. Mấy cái tấm hình ở trên Facebook, ai cho phép anh đăng tùm lum vậy hả? Anh đẹp mà, tự nhiên cái mấy người thành người mẫu của tôi, còn gì bằng nữa. Nín. Tôi không có giỡn với anh nghe chưa. Bây giờ thì lập tức gỡ những tấm hình đó xuống liền cho tôi. Nhìn những tấm hình nào anh đã chụp tôi rồi, anh phải đưa hết cho tôi, cả bản gốc. Nhanh lên. Nếu không thì cứ trách tôi. Lan không thấy người ta comment sao? Người ta khen Lan quá trời luôn. Lan đẹp, Lan dễ thương, Lan tự tin, Lan... Lan quệ gì? Anh mà không làm liền nha, anh đừng trách gì sao mà tôi ra tay mạnh nghe chưa? Rồi được rồi, tháo xuống thì tháo xuống. Làm gì ghê như vậy? Gì vậy? Đàn ông gì mà giành thang máy với phụ nữ là sao chứ? Vậy sao cô đi không? Đi chung không? Anh đi ra ngoài đi, tôi đi thang máy. Tôi đi thang máy. Tôi đi bộ. Có đi chung không? Tôi đi thang bộ. Có đi chung không? Không. Ờ đi bộ đi, giảm cân mập quá chịu nổi. Ê, tôi đi nữa. Ê, 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 ui da. Á chị. Quá đáng thiệt mà. Dám chọc tôi hả? Ê, chờ chút xíu, chờ tôi với. Gì vậy? Sao kỳ vậy ta? Tự nhiên để không được là sao? Ủa? Sao tôi thấy cô ra rồi chưa về hả? Nè, đừng nói với tôi là xe hư nha. Chắc là xe tôi bị hư rồi, để nãy giờ mà không có nổ gì hết trơn á. Sao kỳ vậy ta? Chứ xe loại này thì ở đây sửa xe không có đâu.
Thôi bây giờ vậy đi, mình gửi xe lại công ty đi. Ngày mai tôi kêu thợ vô đó để sửa cho. Cô biết hư gì không? Không. Nhưng mà như vậy tôi có làm phiền chú không? Cô có gì đâu mà phiền. Nhưng mà bây giờ cô mở cốp ra coi trong đó còn gì nữa không, chứ không mất công xuống đó xa lắm. Không, tôi không có để gì trong cốp hết á. Vậy tôi dẫn xuống nha. Nhưng không có sao đâu, đừng có nhân nhị nữa. Cảm ơn chú nha. Có gì đâu cảm ơn, chuyện nên làm mà. Dạ con nghe nè má. Dạ xe của con bị hư rồi. Một chút nữa chắc con nhờ người bạn trong công ty chở con về. Thôi mọi người cứ ăn cơm trước đi, khỏi chờ con. Dạ. Dạ dạ. Má ơi, sao mà chị Mỹ lâu về quá vậy? Con đói bụng quá à. Thì chị Mỹ chị bị hư xe, nhờ bạn đưa về. Thôi mấy mẹ con mình ăn cơm trước đi con. Dạ. Mời má ăn cơm. Chị lại ăn cơm. Ăn cơm đi con. Má, dạo này á, má thấy chị Mỹ có hành tung bất bình thường không? Sao bất bình thường? Má thấy có gì bất bình thường đâu. Má là chỉ chú ý tới giờ giấc của con thôi. Còn chị hả, đi trễ về sớm, đi sớm về trễ. Thôi, má cũng cho là bình thường. Thôi bớt nói lại đi, lo ăn cái bụng hết đói, nói hoài. Suốt ngày ý kiến ý cò người nọ người kia. Ủa con, Xuân Lan. Dạ. Sao mà ăn cơm mà ngồi thẫn thờ vậy con? Hay là con không thích ăn mắm? Dạ không, dạ không phải đâu cô. Ăn đi con, sao ở trong người con làm sao vậy? Có bệnh ăn không? Ăn đi chị, ăn chị ngon lắm đó chị, ăn đi chị. Con đầy hơi quá, con không muốn ăn đâu, con vô phòng nằm nghỉ một chút nha cô. Má, con thấy á, bụng chị chắc không bị sao đâu, mà chắc chỉ buồn trong bụng á. Thôi đi, nhiều chuyện, lo ăn đi. Thôi, má nói đi, má mà không nói hả, con không ăn cơm được luôn á. Có chút chuyện trong công ty, dài dòng lắm, từ từ rồi má kể sao. Mà nè, hay là nó nhìn thấy mắm lại nhớ chú Tám? Còn má? Má sao? Thì má nhìn thấy mắm, má có nhớ ai không? Nhỏ nè, vô gì? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiền, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Bạn tình ơi đừng hoài mong mòn mỗi đời chờ, hãy gọi tên em trong những chiều sương lạnh, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Hay những lúc cảnh khuya tựa đèm trâu ngắm ánh trăng tà, đang hay nhớ đến tháng năm này, có một người yêu đã vui thay giữa vùng sầu cát trắng. Đi. Hay quá ha, không giỏi hát luôn đi. Lần nào ta hát cũng hát theo đuôi ta hết á, thấy ghét. Mấy hôm rày á, biết chính giận mười, nên em mười đâu có dám mở lời nói chuyện với chính đâu. Hả? Ai giận mấy người? Nhắm ra mấy người cũng không là cái gì của tôi. Chính, vậy là chính còn giận mười hả? Chính biết không, tại vì mười ít có ăn học lắm, nên ăn nói cục mịch, không biết lựa lời, dễ thương dễ nghe như người ta. Nó dài quá hả? Nói gì là chính chưa hết giận mười rồi nè. Hết giận rồi đó. Nhưng mà nói cho biết nha, mai mốt á, ở bên nhà mà có kêu mười đi hỏi vợ á, không được giấu tôi à nghe. Tự nhiên á, lặn mất tiêu mấy ngày à, làm ta lo gần chết luôn vậy. Giá chính. Giá chính là gì? Tuân lệnh chính. Hả? Chú Tám kìa, đi ra sao tôi múc chè cho ăn. Đi. Lên.
cha nó. Mới khóc đó rồi cười đó. Con này làm y như đóng phim. Còn con gái của mình, nó cứ mình ên hoài, không biết chừng nào mình mới được ngồi xuôi đây nữa. Rầu thúi ruột. Chị, em vô được không? Em vô đi. Chị đang làm gì đó? Hồi chiều á, em thấy chị buồn buồn, em tính vô đây nói chuyện với chị cho vui nè. Đâu có gì đâu, chị chỉ buồn vui vơ vậy thôi. Em ngồi đi. À, em nghe má nói rồi, chuyện ở công ty, rồi chuyện bài báo nữa. Má cũng thiệt tình á, có chút xíu chuyện mà cũng đưa lên báo nữa. Chị, chắc là mấy người mà ở trong công ty á nói chị vừa hơi làm tàn hả? Họ không nói gì hết á. Cô Lam làm đúng mà. Tờ báo nói chung chung chứ có nói đích danh ai đâu. Tại cô Quỳnh Gia đó có tật giật mình thôi. Nhưng mà cũng may mọi chuyện ổn hết rồi em. Ừ, em chắc cú với chị luôn á. Là mấy cái bà nhiều chuyện ở công ty á, thế nào cũng nói chị này kia cho coi. Mà chị, chị đừng có buồn nha. Ở đây là vậy đó, sống mà cứ nghe người này nói người kia nói là không trụ được đâu. Chị biết mà, cho nên chị đâu có nghe đâu, mệt tai lắm. Đúng rồi, chị phải mạnh mẽ lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đúng rồi, chị sẽ cố, chị sẽ cố, chị sẽ cố. Gì vậy? Chị, cái màu xanh này á hả, dễ thương quá ha. Ừ, hợp với em lắm á. Gì vậy cô nương? Tự nhiên đồ của người ta nó hợp với mình, chẳng khác nào xin người ta trắng trợn. Thôi đi về ngủ đi, tôi còn may đồ nữa. Vậy chị may đi nha. Ừ, em thích nó lắm á. Thích thì tự mua đi, nhỏ này nhiều chuyện quá. Mỹ ơi, Phượng ơi. Dạ. Lan có quà cho hai người nè. Ý, có quà cho em hả? Cái gì vậy? Cái này là của em, còn cái này là của Mỹ. Ý, em mở coi mở nha. Mở ra coi đi. Hôm bữa cái này hôm bữa phải không? Cái màu xanh em thích nè. Chị mai cho em từ hôm bữa đó. Cảm ơn chị. Em có thích không? Dạ thích thích. Má má Mỹ nè. Con à, có thiệt là con Mai không? Trời ơi, sao mà nhìn giống y như là đồ hiệu nước ngoài ấy nha. Chị Lan giỏi quá à. Có gì đâu. Cảm ơn Lan nha. Mà sao Lan biết số đo của tôi vậy? Tại hôm bữa đi giặt đồ á, cái xong rồi Lan lén Lan đo số đo của Mỹ để Lan may luôn cho mọi người bất ngờ đó mà. Dạ. Sao mà ai cũng có quà mà sao tôi không có quà vậy ta? Dạ tại vì con chưa tìm ra được kiểu nào phù hợp với cô nên con chưa có may. Thôi được rồi, cô nói dẫn chơi thôi. Hai đứa này mà nó mặc cái đồ này là thôi khoái lắm rồi. À mà cuối tuần này á là em sẽ bận bộ đồ này nè, đi chơi cho tụi bạn em lé mắt luôn. Má. Con vô con chuẩn bị đi làm nha. Đi đi con. Ủa mà hôm nay má với Phượng ai đưa con đi vậy? Má với Phượng bữa nay bận đi sớm. Xuân Lan đưa Mỹ đi làm nha con. Không biết Mỹ có ngại không chứ Lan đi xe cúp 50 đó. Trời ơi chị ơi, có gì đâu mà ngại, 50 bây giờ là mốt đó. Tướng vậy mà đi xe 50, nhìn đã thấy tội chiếc xe rồi. Tôi mà ngồi lên nữa thì coi có được không? Uống sữa đi con. Nè dạ. Sữa nè mấy đứa, uống sữa rồi đi làm mấy đứa. Dạ thôi, con không uống sữa đâu, con sợ mập lắm. Cảm ơn chị. Không có gì em. Chị ơi. Gì em? Cho em 2 ly sữa mang về, lấy ly nhựa để mang đi với chị.
Có đá ơi, hay một không ly đá? Có đường, một ly cho không đường nha chị. Cho em hai ly sữa mang về, lấy ly nhựa mang đi chị. Ờ. Già đầu rồi mà còn bắt chước người ta. Hơn là tôi kêu hai ly đó. Chứ tôi kêu 10 ly chắc cũng dám kêu một chục ly lắm à. Lấy đường không em? Dạ, của em nhiều nhiều đường nha. Ờ. Còn của em ly không đường nha chị. Gì vậy? Trời ơi. Gì? Thân hình tròn trịa như vậy mà uống nhiều đường đó hả? Theo khuyến cáo y học người ta nói, những người bị bệnh béo phì á, uống nhiều đường sẽ dễ bị tiểu đường, cao huyết áp, mỡ trong máu, rồi một số bệnh ung thư chẳng hạn. Kệ tôi nha. Trời ơi, mắc mớ gì tới anh chứ. Mà tôi béo phì cái gì? Tướng tôi vậy chỉ là hơi tròn trịa thôi, như vậy mới dễ thương chứ. Ờ, cô dễ thương mà tôi thương không có dễ đâu ha. Sao anh vô duyên quá à? Của em xong chưa chị? Xong rồi nè em. Nhiêu vậy chị? Của em 10.000. Đã cho dùng luôn đi là 20. Không có dám đâu, đừng có mơ. Nè, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Của em xong rồi nè. Chỉ sao vậy? Mình vậy đó mình vô duyên. Đừng có mơ. Của em xong chưa chị? Của em xong rồi, 10.000. Em cảm ơn chị. Ừ, không có gì. Lạc lạc quá chị. Không được khó uống quá. Cho em miếng đường rồi đi chị. Thêm miếng nữa đi chị. Ờ. Cảm ơn chị nha. Không có dạ. Gì. Cô nhận được phách chưa? Rồi, tôi nhận được rồi. Chị nghe. Ừ, bye. Không nên sản xuất mặt hàng này đại trà, vì kiểu dáng rất kén người mặc. Loại quần áo thời trang này chỉ dành cho tụi hippie, những cậu ấm, cô chiêu thừa tiệc. Nên sản xuất kèm với những sản phẩm cũng cho tụi teen, nhưng là kiểu dáng thanh lịch, hợp với túi tiền của đại đa số mọi người. Alo chú hả? Chú tới công ty chưa? Dạ, chú vào phòng con gấp nghe. Con có chuyện cần bàn với chú. Dạ. Về sản phẩm túi tiên đó chú. Dạ, tới gấp nghe chú. Mỹ ơi, công nhận nha, đậu nành ngon thiệt á. Chắc ngày nào Lan cũng uống một ly quá à. Nhưng mà Lan sợ Lan bị mập á. Mập rồi còn sợ gì nữa. Mỹ kỳ quá à. Lan chỉ hơi tròn trịa chút xíu thôi chứ bộ. Ờ, à, mà cái thằng cha hồi nãy á, không biết làm gì cứ bám riết theo Lan hoài à. Làm những ý đồ gì á. Ờ, chắc là chả thích Lan chứ gì. Chả mà thích Lan hả? Ừ. Không có đâu. Nhưng mà lỡ như mà xui á, chả thích Lan á, Lan cũng không chịu chả đâu. Nhìn thấy ghê. Ủa, tới đâu nữa? À, tới đằng đây nè, Lan cứ quẹo phải đi. Ừ. Gần tới chứ Mỹ. Ờ, ở đây nè, Lan tấp vô bên đây nè. Đó. Ủa, chú Hoàng. Dạ, chào chú à. Chào cô. Cảm ơn Lan nha. Có gì đâu cảm ơn. Một ngày tốt đẹp nha. Ừ, bye, bye bye. Chào chú ạ. À. Cảm ơn nha. May quá. Cô tới rồi. Có gì không chú? Giám đốc đang gọi tôi vào họp gấp đó. Sửa xe xong rồi. Đây chìa khóa đây. Cảm ơn chú nha. Nhưng mà trước sau gì tôi cũng tới công ty mà. Chiều chú đưa cũng được. Mắc gì phải ra đây đứng đợi tôi vậy? Tại vì tôi muốn vào công ty buổi sáng trước khi làm việc. Tôi muốn gặp cô một chút. Chú này, trước công ty mà chú còn giỡn được nữa. Ừ, tôi đâu có giỡn đâu. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Thôi đi họp nha. Làm đi hả? Chú. Hả hả? Cặp của chú. À, à quên nữa. Cảm ơn nha. Đi ha. Tôi quan tâm tới cô. Tôi nhắc cô bỏ đường thôi. Làm gì mà cáo gắt với tôi dữ vậy? Làm gì phòng thủ? Tôi coi cô là bạn mà. Bạn bè gì chứ. Tối ngày cứ trêu ghẹo ông ta hoài à.
ai thèm làm bạn với mấy người. Dạ, chào giám đốc ạ. Ừ. Dạ. Dạ mời chị ngồi. Chào. Mời anh. Chào mọi người. Mời mọi người. Dạ. Ta bắt đầu nhé. Dạ. Thưa tất cả mọi người, trong cuộc họp hôm nay, chúng ta sẽ bàn thật kỹ để chuẩn bị thật tốt cho chương trình quảng cáo mà ngày mai chúng ta sẽ quay. Ê, Thu Minh. Sao vậy? Đau đầu quá. Chị ơi, cho em một trà đá nha. Dạ. Ông có đem theo thuốc cảm nào không? Không, đi làm đem theo thuốc cảm làm gì? Dạ, cho em gửi. Em cảm ơn. Mà nè, bà nghĩ thử coi, tại sao người mẫu Quỳnh Giao á chịu quay về công ty mình để quay quảng cáo? Làm sao mà tôi biết được? Chắc là cô ấy không có nhiều hợp đồng show diễn, vì tiền chẳng hạn. Không dám đâu. Bà không biết hả? Quỳnh Giao rất là giàu. Người yêu của cổ á là một tay giám đốc công ty thời trang nổi tiếng, thì cần gì mấy hợp đồng nhỏ này? Ý ông là sao? Chẳng lẽ ông định nói vì bài báo của nhỏ mập đó mà Quỳnh Giao quyết định quay lại làm việc cho công ty? Chính xác. Ê. Đi. Nếu cứ phải tiếp tục làm việc trong không khí như vậy á, làm sao mình sống nổi đây? Mình sắp chết rồi nè. Giám đốc à, giám đốc định PR những sản phẩm này như thế nào? Chú à, con sẽ kêu bộ phận marketing sẽ tập hợp tất cả các ca sĩ teen hiện nay, và họ sẽ là gương mặt đại diện cho sản phẩm của chúng ta. Chú nghĩ sao? Quá tốt. Bởi vì nói gì thì nói thì họ cũng có một cái lượng fan hâm mộ ổn định rồi, rất là tốt. Nhưng tôi e rằng cũng khó nghe, bởi vì có một số ca sĩ teen nó chảnh chẹ lắm. Con biết chứ, vì thương hiệu của chúng ta quá nổi tiếng, nếu tìm một người đại diện cũng không dễ dàng đâu. Cho nên họ sẽ nắm bắt cơ hội này để PR cho sự nổi tiếng của mình đó. Chú à, chú có sao không? À, cảm ơn cô, không sao. Bây giờ sản phẩm của chúng ta đã được giám đốc đồng ý rồi. Nhưng mà tôi sợ là khó bán đại trà, bởi vì nó chỉ thích hợp với một số đối tượng nào đó thôi. Giá của nó cao lắm, chỉ có người giàu có mới mua được. Chú, tôi mới về xem một bài báo nói về những người có thân hình quá khổ. Chú có muốn xem không? Đâu? Qua đây. Đây nè, chú coi thử coi có ý tưởng gì cho bộ sưu tập mới của mình không? Đây, cô Mỹ à. Dạ. Cô coi mấy cái mẫu này đi, rồi tiến hành thực hiện liền cho tôi. Hả? Nghĩ sao mà chú làm thiệt vậy? Tôi nghĩ nếu như nói với giám đốc Xuân thì chắc chắn là không có hiệu quả đâu. Mình phải có những sản phẩm tượng trưng như vậy thì chắc chắn là giám đốc sẽ tin tưởng mình hơn. Có hàng mẫu rồi mình dễ dàng thuyết phục giám đốc hơn. Dạ, tôi sẽ làm liền. Ok. À, em nghe anh Bằng nói sẽ chọn trong nhóm nhân viên một hoặc hai người để đi theo đoàn làm phim giám sát tiến độ quay đó. Ủa chị. Hả? Kỳ này chị vẫn là người đi luôn hả? Không, chị chưa nghe giám đốc nói gì hết á. Vậy mong là em sẽ được chọn. Nếu đi theo đoàn làm phim được lọt vào mắt xanh của ông đạo diễn, biết đâu em sẽ một bước lên mây. Thôi, leo xuống đi bà, trèo cao té đau đó.
Cái gì mà leo cao hay leo thấp ở đây? Ai mà chẳng có quyền ước mơ ha? Nằm mơ cái gì mà khôn quá trời. Mơ trở thành ngôi sao, sao không mơ trở thành ô xin như bà mập vậy đó. Trời. Cha nội này khùng dừa thôi, ai lại mơ làm ô xin chứ. Ở đó là tận cùng, còn lâu mới ngóc đầu lên nổi. Mọi người uống gì? Hôm nay em khao cho. Uống gì chị? Trà xanh. Khao hả? Nè bà uống gì? Cam giác. Còn nước cam luôn. Chị ơi, cho em uống ly trà đá nha. Trời đất ơi. Không có dễ đâu. Keo kiệt. Ô xin thì sao chứ? Mấy người cũng là ô xin thôi mà, khác nhau cấp độ thôi. Alo anh nghe. Không, anh bận rồi. Dịp khác nha em. Bye. Alo. Xuân Lan hả? Sao điện thoại tôi chi vậy? Em rảnh không? Đi ăn với anh. Vậy? Rủ tôi đi ăn hả? Xin lỗi, tôi không rảnh, tôi cúp máy à. Nó nghe nè, chỉ cần nghĩ á, bà mập đó mà có bồ chắc vui lắm ha. Cái ông đó chắc cũng mập giống bả vậy đó. Hai người vừa phải thôi nha. Tôi làm gì nên tội mà hai người lúc nào cũng rình đập tôi hết trơn vậy? Trời, trời ơi, cái bà mập kia. Anh nói ai mập chứ, anh nhìn lại mình đi, anh có ốm đâu. Kệ tôi, bà tưởng bà là ngôi sao hả? Tụi tôi phải rình rập theo dõi bà. Ở đây là công ty chung, bà đứng được thì tôi đứng được. Anh, hình như anh muốn kiếm chuyện với tôi đúng không? Có gì nói thẳng đi, dễ xử. Đằng này cứ xách mé nói xấu người khác hoài à. Ai thèm xách mé bà hả? Thôi đi Lan ơi. Thành, tôi bỏ qua đi em. Làm lớn chuyện. Nhớ anh Bằng đã dặn dò như thế nào không? Lan, không có chuyện gì đâu. Tụi này không có cố ý nói như vậy. Lần bỏ qua nha. Muốn bỏ qua đừng có nói xấu tôi nữa. Cái gì? Ê, ai nói xấu bà? Hả? Còn gì nữa? Ai nói xấu tôi? Thanh à, bậy quá. Họ càng gây lớn chuyện, mình càng có lợi. Hai đứa mập này, mình không ưa đứa nào hết. Cứ gây lớn chuyện đi. Bây giờ anh muốn cái gì? Thôi đi, đàn ông con trai gì mà cứ kiếm chuyện gây chuyện với phụ nữ hoài vậy? Mấy đứa đi về phòng làm việc đi. Chị á, chị còn bên bà mập đó nữa. Thôi, anh nói ai mập, này. Anh nhìn lại đi, anh có ốm đâu. Chửi tôi mập hoài vậy. Thôi, tôi không có bên ai hết á. Tôi chỉ nói cái đúng thôi. Bây giờ mấy đứa đi lên trển làm việc đi. Nghe chưa? Muốn làm lớn chuyện là tôi làm lớn chuyện à. Tôi là mập đúng, anh là mập sai. Thôi đi Thành. Đi. Thôi, đi. Tôi là mập đẹp, còn bà là mập xấu. Thôi, tôi mập thật, thôi mà. Thôi, bỏ qua đi em. Thôi mà em, dù gì cũng làm chung công ty với nhau, cũng có lúc hiểu lầm này nọ thôi. Em bỏ qua nha. Chị coi đó, kiếm chuyện với em hoài à. Em có làm gì người ta đâu chứ. Chị biết mà. Thôi, không sao đâu, bỏ qua đi ha. Ê, chị quên, hồi nãy giờ giám đốc kiếm em á. Em lên trển gặp đi. Giám đốc kiếm em hả? Ừ. Chị biết là có chuyện gì không chị? Ừ, chị cũng không biết nữa. Thì lên trển đi rồi sẽ biết. Dạ, thôi để em lên liền. Ừ, bỏ qua nghe em. Dạ. Hả? Vậy là Mười cũng từ chối gần cả chục đám rồi đó hả? Không ngờ cũng đào bông dữ quá ta. Trời đất ơi, Chính còn chọc ghẹo Mười được nữa hả? Vì ai mà tôi mới ra nông nổi như vậy? Mà kỳ này á, má tôi bà không cho cơ hội nữa đâu. Má tôi bà nói kỳ này mà không nói rõ là tôi thương ai á, bà từ tôi luôn á. Giờ Chính tính sao đây? Tôi đâu có ý ghẹo Mười đâu, mà tôi đang sợ muốn đứng tim luôn này nè. Nghĩ tới cái cảnh thím tư á, mà biết tôi là gì đó của Mười á, không biết sao nữa hen. Bây giờ sao trăng gì ở đây? Tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Hôm trước á, tôi nghe thằng Sơn nó nói chuyện của nó với cô Lan nhà mình á,
Tôi nghĩ lại giống chuyện mình y chang hả? Nó nói với tôi gì nè? Em hy vọng là anh sẽ can đảm hơn em, nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, đừng như em bây giờ hối hận không kịp. Cho nên tôi quyết định rồi, mình công khai đi chính, đừng âm thầm lén lút nữa chính. Không phải tôi muốn lén lút, mà tôi nghĩ là bà con chòm xóm xung quanh đây á, mà biết tôi với Mười thì ta sợ là cười với Mười á là không có con mắt. Đi lấy vợ á gần 90 kg, trong khi đó Mười có 40 mấy kg hả? Sợ Mười mắc cỡ. Không sao hết á, tôi thương chính, tôi không có nghĩ tới chuyện đó đâu. Tôi cưới về cho tôi chứ, tôi cưới cho người ta sao người ta có quyền nói tôi, đúng không? Miễn sao chính đồng ý là tôi thương rồi. Chú Tám, chú sao vậy? Bộ ông Lan có chuyện gì hả chú? Hay chú bị cái gì? Chú nói con nghe đi. Chú Tám ơi, hay là chú có cái gì ấm ức trong lòng hả chú? Chú cứ giải bài ra đây đi. Dạ. Con nghĩ là có ba cái đầu suy nghĩ vẫn hơn một cái đầu nghĩ suy á. Dạ đúng rồi. Chú thấy chuyện của hai đứa, chú suy nghĩ tới chuyện của con Lan. Sao hồi đó nó không lên tiếng cho chú biết chuyện nói với thằng Sơn? Thì nếu như chú biết thì chú mận gì? Chú lấy tiền đè người hả? Thì cũng phải thử mới biết được. Còn hơn bây giờ nó lên Sài Gòn, nó bỏ chú mình anh dưới đây, buồn thấy mũ nổi. Nè, mình nói nữa nào, còn có con, còn có 10 sậy nữa, chưa kể còn rể hụt, suốt ngày đem tôm qua cho chú nhậu. Chú làm bộ không nhớ hả? Ai là rể hụt? Trời, Sơn chứ ai, cách vài ngày đem khô qua cho chú nhậu, làm bộ hoài. Wow, ngon quá. Sao mà thơm. Bắt đầu từ bây giờ, ngày nào con cũng muốn ăn mắm. Con không chê mắm nữa đâu. Mỗi lần con nghe mùi mắm á, con có cảm giác con được ở kế bên tía con vậy đó. Con nhỏ sao mà dễ thương, ngoan mà hiền. Nhưng mà mỗi cái tội là nó đồ. Đàn ông con trai á thì người ta mới đô, mà sao nó con gái mà nó cũng đô. Ê cha, nếu mà nó như vậy á, không biết mấy đứa con trai á nó có thích không ha. Như lá rơi chiều thu, tượng trưng còn trong ta chỉ còn lá mơ.